Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày mùng 4 tháng 11 hôm nay, chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh những gì đang diễn ra giữa Nga, Ukraina, Triều Tiên, Hàn Quốc, Iran, Israel cũng như những gì đang diễn ra một cách trợ búa trong cuộc bầu cử Mỹ. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về tình hình trên chiến trường thực địa, đặc biệt là ở khu vực Cớt, nơi đang trở thành một nỗi ác mộng cho chế độ Kiev và NATO. Ở Cớt hiện tại chỉ là thế trận đi săn một chiều, lực lượng vũ trang Nga liên tục sử dụng những máy bay không người lái cảm tử hiện đại. Chúng được mang theo công nghệ mới sợi quang giúp loại bỏ hoàn toàn hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Cảnh quay trong video là các máy bay không người lái của Nga đang tiêu diệt đoàn xe bọc thép của Ukraine và NATO có mặt xung quanh khu vực Suza. Không cần phải nói về kết quả của nó, vụ tập kích là chính xác. Những thiết bị xịn sò so của NATO giờ đây có một công dụng duy nhất trong lãnh thổ Nga là tạo ra những màn pháo hoa, dập trời và đẹp mắt. Toàn bộ binh sĩ Ukraine và NATO có mặt trong khu vực Cớt đã chính thức bị bảo vệ, không chỉ bởi các lực lượng vũ trang Nga mà giờ đây còn các binh sĩ tới từ Triều Tiên. Lần đầu tiên, Lầu Năm Góc chính thức xác nhận rằng có khoảng 10.000 quân Bắc Triều Tiên đang có mặt ở Nga, đặc biệt là ở khu vực Cớt. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc coi diễn biến này là một dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng ngày càng gia tăng của Vladimir Putin. Với hành động cho quân Triều Tiên vào Nga, Putin đang gặp rắc rối nhiều hơn mọi người nghĩ. Được rồi, tôi chẳng biết là Tổng thống Putin đang gặp rắc rối gì. Nhưng rắc rối lớn nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là binh sĩ của Kiev và NATO có mặt trong khu vực cớt, đàng như cua trong giỏ, như cá trên thớt. Nếu các đơn vị của Nga rảnh tay rời khỏi các vị trí phòng ngự xung quanh khu vực cớt, họ hoàn toàn có thể thực hiện một chiến dịch phản công và sâu trong lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Sumy. Ở biên giới của Nga hiện tại họ có rất nhiều vấn đề đau đầu cần phải cân nhắc và việc chiếm được Sumy sẽ giúp cho họ giải được bài toán khó đó khi mà vào ngày hôm qua Nga đã truy quét được một chiến dịch đột nhập vào vùng Priyan. Nó không phải do các binh lính Ukraine thực hiện mà chớ chiều thầy lại toàn những sĩ quan tinh nhuệ tới từ Mỹ, tới từ NATO. Theo báo cáo của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết, NATO đã thực hiện một chiến dịch xâm nhập vào vùng Priyan với khoảng hơn 10 người. Những kẻ này tập trung nhân lực và thiết bị ở vùng Chernihiv, nằm trong lãnh thổ Ukraine rồi tiến vào biên giới sát tỉnh Priyanska. Được biết những kẻ này mang số vũ khí đủ để san phẳng một thị trấn nhỏ Tuy nhiên chúng chưa kịp thực hiện được sứ mệnh của mình Thì đã bị những UAV trinh sát của Nga theo dõi và tiêu diệt 4 tên, 6 tên còn lại bị bắt Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng Nga đã phát hiện ra một người đàn ông đã chết Với hình xăm một thiên thần cầm súng trường trên tay Biểu ngữ này chính là logo của tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn biệt kích số 75 thuộc quân đội Hoa Kỳ Thậm chí người ta còn xác nhận ra rằng khuôn mặt người đàn ông này đã từng xuất hiện trong một buổi lễ vinh danh của Tổng thống Joe Biden đối với lực lượng đặc biệt số 75. Tất nhiên là tôi không thể cho các bạn theo dõi bộ mặt của người đàn ông này khi đã chết vì nó sẽ bị Youtube quét dân mạnh. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng người đàn ông đứng sau Joe Biden là người đã nằm lại trong lãnh thổ của Nga mãi mãi. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong số những lính đánh thuê bị vô hiệu hóa ở vùng Bryansk có công dân Hoa Kỳ, Ba Lan và Canada những người khác sẽ được cập nhật sau khi có thông tin chi tiết. Được biết ở Hoa Kỳ, biệt kích chính là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ được huấn luyện cho các hoạt động tấn công trên không, trinh sát và phá hoại sau phòng tuyến của kẻ thù, tìm kiếm và cứu nạn, chiếm giữ sân bay hoặc bắt giữ cũng như ám sát các mục tiêu có giá trị cao. Nhiều đơn vị lục quân đã mang danh hiệu biệt kích trong suốt lịch sử của mình, nhưng chỉ có 3 tiểu đoàn của trung đoàn biệt kích số 75 và một số đơn vị vệ binh quốc gia được mang danh hiệu này kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tất nhiên là phía Hoa Kỳ từ chối bình luận về những gì đang diễn ra ở vùng Pri Lập luận của họ chưa cần nói tôi cũng biết sẽ là Hoa Kỳ sẽ không can dự vào công việc của lính đánh thuê. Đây là lý do tại sao ở Mỹ liên tục có những sĩ quan cao cấp của họ bỗng chọc chết một cách tự nhiên. Tôi chẳng rõ những người nằm lại ở Priyanka có được phong liệt sĩ hay không nữa. Hay những người này bất ngờ được tuyên bố là chết tự nhiên, chết khi hít thở và gia đình sẽ nhận được một khoản tiền để bịt miệng. Bất kể như thế nào thì Mỹ và NATO cũng sẽ đều rất cay ngà. Nhưng cay thì làm gì được đây? Dám tự ý xâm nhập vào lãnh thổ của Nga gây nguy hại tới an ninh quốc giả nga chưa trồng nấm là còn may đó tuy nhiên chưa trồng không có nghĩa là không trồng trong tương lai khi mà tổng thống putin cũng chính thức đã cẳng không rõ có phải do việc lính của nato và mỹ xâm nhập vào lãnh thổ của nga hay không mà tổng thống putin đã chính thức cho thử vũ khí hạt nhân đúng là tổng thống putin không biết nói đùa ngay sau khi ông cho phép thực hiện những vụ thử hạt nhân chiến lược thì nga đã thử thành công các loại tên lửa mới có khả năng mang theo đậu đà hạt nhân Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars được phóng từ sân bay vũ trụ Belastic thuộc bãi thử Kura. Tên lửa đạn đạo Sineva và Bulava được phóng từ biển Barren từ tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân chiến lược. Tham gia vào cuộc huấn luyện này còn có những máy bay tầm xa TU-95MS chuyên phóng tên lửa hành trình từ trên không. Được biết vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này đã thành công tới đẹp, tất cả mục tiêu chủ định đều bị đánh trúng. Theo một báo cáo chưa xác định thì những tên lửa đạn đạo này của Nga có khả năng tới Los Angeles của Mỹ trong 30 phút và tới Paris chỉ trong vòng có 10 phút. Như vậy với lần thử thành công tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân này, nó như một cú tát của tổng thống Putin dành cho khối NATO, họ sẽ mãi mãi không bao giờ chiến thắng. Nếu NATO muốn thắng thì tất cả cùng chôn vùi với nhau vậy câu hỏi đặt ra là vụ phóng tên lửa đạn đạo của triều tiên có thành công hay không và nó đang tạo ra một hiệu ứng như thế nào với mỹ và các đồng minh trên cnn cơ quan chuyên nói nhảm của mỹ đã có một bài viết với tiêu đề triều tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công icbm vài ngày trước cuộc bầu cử ở hoa kỳ ấn phẩm cho biết bình nhưỡng đã tiến hành thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng thứ năm một vụ phóng có thể gọi là đạt thời gian bay dài nhất từ trước đến nay đối với một tên lửa của triều tiên Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường nỗ lực sản xuất hạt nhân cũng như củng cố quan hệ với Nga. Họ được cho là đã điều 10.000 quân nhân tới khu vực Cớt. Nó làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc với phương Tây về cách đối phó với quốc gia đang bị cấm vận này. Báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chỉ ra rằng vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được bắn ở góc nghiêng, nghĩa là nó bay gần như phương thẳng đứng, theo hướng lên trên trời thay vì bắn vòng cùng. Trong khi đài truyền hình NHK của Nhật thì kinh hoàng báo cáo rằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã bay được khoảng 86 phút. Nó đã đạt độ cao lên tới 7.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía tây đảo Okishiri thuộc phía bắc Hokkaido của Nhật Bản. Các chuyên gia Nhật cảnh báo rằng vụ thử tên lửa đạn đạo này có thời gian bay dài nhất từ trước đến nay và nó cũng có thể là tên lửa mới nhất do Triều Tiên phát triển. Triều Tiên đang sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm xa, sử dụng nhiên liệu rắn loại mới để đẩy theo các chuyên gia phương tây cho biết icbm sử dụng nhiên liệu rắn sẽ ổn định hơn và có thể di chuyển dễ dàng hơn tránh bị phát hiện trước khi phóng các tên lửa mang nhiên liệu lỏng cần vài giờ để có thể nạp hết trong khi các tên lửa mang nhiên liệu rắn thì chỉ cần có vài phút tuy nhiên việc sử dụng tên lửa mang nhiên liệu rắn đòi hỏi một công nghệ rất cao bởi vì trọng lượng của nó cũng lớn hơn rất nhiều so với những tên lửa mang nhiên liệu lỏng điều này làm dấy lên mối lo ngại của hoa kỳ khi mà họ nghi ngờ rằng triều tiên có thể đang có được công nghệ hạt nhân tới từ nga để đổi lấy việc chuyển quân tới cớt. Theo CNN, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc trong một cuộc họp với Lầu Nông Gặp cho biết, Triều Tiên rất có thể đã yêu cầu Moscow cung cấp công nghệ tên lửa hạt nhân. Họ đã ký nhiều hiệp định quan hệ quốc phòng với nhau. Vì vậy, việc Nga chuyển giao công nghệ liên quan tới vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng như sự tiến bộ của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là điều hoàn toàn có khả năng. Nhà Trắng còn cho biết thêm, vào tháng 9 vừa qua, một vụ thỏa thuận tương tự cũng diễn ra giữa Nga và Iran. Theo đó, Moscow sẽ chia sẻ các công nghệ cốt lõi về hạt nhân cũng như tên lửa để đổi lấy một số lợi ích khác. Theo tôi, lập luận này của phương Tây không phải không có khả năng bởi vì trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề Điện Kremlin khi được hỏi liệu Nga có đang giúp Triều Tiên về công nghệ tên lửa hay không đã từ chối bình luận rất có thể động thái thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên này do Chủ tịch Kim nóng mắt với những hành động gần đây của Hàn Quốc khi mà Hàn Quốc đang xem xét cử quan sát viên quân sự của mình tới Ukraine để phân tích những hành động của quân đội Triều Tiên. Seoul lo ngại quân đội Triều Tiên sẽ rút kinh nghiệm ở Ukraine và điều này sẽ gây ra một mối đe dọa cho Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol nói với truyền thông rằng tốc độ triển khai quân đội Triều Tiên tại Nga nhanh hơn dự kiến. Có lẽ Moscow và Bình Nhưỡng đã đạt được một số thỏa thuận chung nào đó. Tờ The Guardian của Anh đã có một bài viết với tiêu đề như sau. Nhật Bản cho biết vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã đạt đến độ cao và thời gian kỷ lục. Theo ấn phẩm, cách đây một năm, Bình Nhưỡng cũng đã thử ACBM vào tháng 12. Họ phóng tên lửa với cái tên Washong 18, đánh dấu lần thứ ba Triều Tiên thử loại vũ khí này. Lúc đó, nó đã bay được 1.000 km trong 73 phút với độ cao lên tới 6.000 km. Loại vũ khí này được thiết kế mang theo đầu đạn hạt nhân và cho tới hôm nay, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã vươn được tới độ cao hơn 7.000 km. Nếu được phóng theo một quỹ đạo không cao, thì tên lửa này có khả năng bay tới 15 cho đến 20.000 km đủ để vươn xa tới Mỹ. Có nghĩa là chỉ trong vòng chưa tới một năm, công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã phát triển tới một cái mức độ mà truyền thông phương Tây phải ngơ ngác. Họ không thể không đặt câu hỏi rằng liệu Nga có ngầm chuyển giao công nghệ bí mật gì cho Bình Nhưỡng không? Hàn Nhật không thể không sợ hãi trước tên lửa đạn đạo này của Triều Tiên Bởi vì trong trường hợp Triều Tiên muốn tấn công Hàn Quốc Thì ngay cả có Mỹ trợ giúp khả năng đánh chặn tên lửa này là bằng không Tại sao ừ? Bởi vì tầm bay của tên lửa này lên tới 7.000 km Có nghĩa là ngang với một vệ tinh ngoài trái đất nó bay cao tới mức vượt qua mọi hệ thống đánh chặn xịn sò nhất ngay cả của Mỹ và Israel Và khi tên lửa này bổ xuống để nhắm vào mục tiêu gia tốc của nó sẽ nhân lên nhiều lần Tiếp cận tốc độ âm thanh, thậm chí là vượt âm Không có một hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn Những người Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là Hàn Quốc thì đang như ngồi trên đống lửa Tôi đồ rằng có ít nhất 999 cuộc gọi nhỡ từ Seoul tới Washington để xin chi viện khẩn đây chính là lý do mà người Mỹ có thể cười vùi Họ sẽ nhẹ nhàng và nói với người anh em Hàn Quốc rằng Hãy yên tâm, mãi bên nhau bạn nhé Chúng tôi sẽ ở bên các bạn À mà khoản, tiền bảo kê quý này sẽ tăng lên gấp 10 lần nhé được biết rằng mỗi năm Hàn Quốc sẽ phải chi cho quân đội của Mỹ bảo kê trên lãnh thổ của mình khoảng 1 tỷ đô la Và sau này, bất kể một tổng thống nào lên thì câu chuyện tiền bảo kê Mỹ thu của Hàn Quốc có thể là lên nằm tới 10 tỷ đô la Nếu Triều Tiên cứ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo thành công như thế này Đấy, các sếp cứ bảo là người Hàn Quốc giàu có và sướng Việc mất chủ quyền phụ thuộc vào người khác Nó khốn nạn như thế này đây Hãy xem Lầu Năm Góc nói gì kìa Có lẽ sau khi đã thỏa thuận tiền bảo kê với cả Hàn Quốc thành công Hoa Kỳ tuyên bố trước truyền thông rằng Họ sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong hin Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết Tôi đảm bảo với Bộ trưởng Kim hôm nay rằng hoa kỳ vẫn cam kết hoàn toàn bảo vệ hàn quốc và cam kết răn đe mở rộng của chúng tôi vẫn vững chắc cam kết đó được hỗ trợ bởi toàn bộ khả năng phòng thủ tên lửa thông thường hạt nhân và phi hạt nhân tiên tiến nhất của hoa kỳ giả thiết lúc này mà chúng ta nên đặt ra là nếu triều tiên phóng một quả acbm vào hàn quốc thì hoa kỳ có trợ giúp nổi hay không câu trả lời của tôi là không ngay cả khi triều tiên và hoa kỳ gần sát biên giới với nhau thì hoa kỳ cũng không có khả năng đánh chặn chứ đừng nói đến hàn quốc Tại sao lại như vậy? Vậy phải xem hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ là phòng thủ cái gì đây? Là chắn tên lửa đạn đạo trị giá hàng tỷ tỷ đô la của Mỹ liệu có còn hữu dụng trong thời điểm hiện tại khi mà công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã vượt quá khả năng của họ? Được biết cơ cấu phòng thủ tên lửa đạn đạo chính của Hoa Kỳ gồm 3 lớp. Nếu có một ICBM mang theo đầu đạn hạt nhân tấn công vào nước Mỹ thì lớp phòng thủ xa nhất chính là các trạm radar cảnh báo sớm mà Hoa Kỳ lắp đặt ở các căn cứ quân sự của mình trên khắp thế giới. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ phải mở nhiều căn cứ như vậy Bởi vì họ chuyên đi gieo rắc chiến tranh, chuyên làm việc ác Họ lo ngại rằng sẽ có một ngày một tên lửa ACBM mang đầu đạn hạt nhân sẽ phang thẳng vào quốc gia của họ Vì vậy họ rất cần những radar cảnh báo sớm Tốt nhất là xây dựng nó ở khắp nơi trên thế giới Đặc biệt trước những đối thủ tiềm tàng như là Triều Tiên, như là Nga, như là Trung Quốc, như là Iran Vậy tại sao lại phải triển khai những hệ thống cảnh báo radar sớm? Bởi vì có cảnh báo radar sớm thì Hoa Kỳ mới có thể tiến hành đánh chặn sớm. Nếu để những ICBM này vượt quá độ cao cần thiết, qua khỏi hệ thống phòng thủ tên lửa của họ thì khả năng đánh chặn của Hoa Kỳ gần như bằng không. Nó sẽ hoạt động như thế này, sau khi những radar cảnh báo sớm phát hiện ra một tên lửa tấn công vào nước Mỹ thì những tàu đổ bộ, những tàu quân sự của Mỹ có mặt trên khắp lãnh thổ của nhiều quốc gia khác sẽ đồng loạt bắn tên lửa lên để đánh chặn ICBM này nó cũng bao gồm cả hệ thống đánh chặn trên đất liền bố trí trong nhiều quốc gia của hoa kỳ tuy nhiên hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân vô cùng đắt đỏ nhưng hiệu quả chiến đấu thì vẫn chưa thực sự đáng tin cậy trong thử nghiệm chiến đấu gần đây các chiến hạm của mỹ chỉ đáp ứng khả năng phòng thủ hạn chế trước những loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trùng chứ không thể đối phó được tên lửa đạn đạo tầm xa Vậy sau khi tên lửa ACBM có thể vượt qua lớp radar cảnh báo và những hạm đội đánh chặn tên lửa của Mỹ thì điều gì tiếp theo sẽ xảy ra? Vâng, lớp phòng thủ cuối cùng của Mỹ sẽ được kích hoạt như một cứu cánh cho nước Mỹ. Tuy nhiên, lúc đầu tôi còn nghĩ lớp phòng thủ cuối cùng này nó xịn xó con bò như thế nào. Hóa ra, lớp phòng thủ cuối cùng của Mỹ chỉ là những tổ hợp Pak-3 Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Thử hỏi những tổ hợp này có thể cứu cho nước Mỹ được không? Câu trả lời tôi nghĩ rằng là không Bởi vì Bắc Pa Bà, Bà Chiốt của Hoa Kỳ đã bị Nga thiêu dụi bằng những tên lửa rẻ tiền như Iskander ở Ukraine Chứ chưa cần nói tới những tên lửa đạn đạo tầm xa trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ được quảng cáo như là bố tướng đại vương thì chưa bao giờ được ra trận. Lần gần đây nhất là họ mới công bố chuyển giao một tổ hợp cho những người Israel. Tuy nhiên, đến bây giờ nó vẫn chưa được sử dụng bởi vì những người Iran chưa thực hiện sứ mệnh đáp trả Israel lần thứ ba sau khi theo ở vịt đã tấn công như gãi ghẻ vào họ. Thậm chí tổ hợp Bắc ba, bà Ba Chiốt còn bị chính những người Israel chê là phèn. Họ đã dần dần loại biên Bắc ba, bà Ba Chiốt để xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm xa mang cái tên nào? Trong khi nhiều đồng minh khác của Mỹ thay vì tìm kiếm Patriot, họ lại tìm kiếm vũ khí phòng ngự của Nga như là S-400, thậm chí là S-500. Điển hình nhất chúng ta có thể kể tới là Thủ Nhĩ Kỳ chính vì vậy chúng ta mới thấy được tại sao hoa kỳ đang ngày càng trở nên mở rộng các căn cứ quân sự của mình Họ không có khả năng đánh chặn những tên lửa đạn đạo xịn xò con bò của Triều Tiên Thì lấy lý do gì họ có thể đánh chặn được những tên lửa thậm chí còn bá đạo hơn rất nhiều Của Trung Quốc, của Iran, thậm chí là Nga Lớp phòng thủ đạn đạo mạnh nhất của những người Mỹ theo tôi là hệ thống cảnh báo radar tầm xa và những tàu chiến hạm của họ mang theo tên lửa phòng ngừa ở các quốc gia trên thế giới. Càng có nhiều căn cứ của Mỹ xung quanh các kẻ thù của họ thì càng có khả năng Mỹ ngăn chặn được các tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân ICBM việc nato đang dần dần mở rộng về phía đồng bất chấp cảnh báo cũng như danh giới đỏ của nga đã chứng minh cho điều đó họ sợ một ngày người nga sẽ cho họ về với cát bụi nếu radar cảnh báo sớm cũng như các tàu hạm không thể ngăn chặn tên lửa thì cũng là sự kết thúc cho nước mỹ chứ không cần tới lớp phòng thủ cuối cùng mang cái tên thad cũng như là ba chiốt khi tôi làm video nói về loại tên lửa này nhiều bạn đã nói với tôi rằng liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Làm sao một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có thể bay cao tới 7.000 km, chẳng lẽ ngang bằng vệ tinh sao? Câu trả lời là đúng như vậy. Triều Tiên vào ngày hôm nay đã công bố tên lửa đạn đạo mà họ đã phóng thử vào vài ngày trước. Theo đó, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên sử dụng chính là hoa song 19 mới nhất. Reuters thừa nhận rằng. Hwasong-19 giống như các ICBM mới nhất khác của Triều Tiên đã chứng minh được tầm bắn có thể tấn công gần như mọi nơi, ngay cả ở Mỹ. Hwasong-19 đã đạt độ cao 7.687,5 km, lập kỷ lục về thời gian bay là 85 phút, tương đương 5.156 giây. Biểu đồ do Reuters cung cấp về đường bay của loại tên lửa này đã minh chứng rất rõ cho điều đó. Nó bay xa khoảng 1.000 km và cao độ hơn 7.000 km trong khi đó vào tháng 12 năm 2023, cách đây chưa đầy một năm, thì hoa sông 18 của Triều Tiên cũng đã bay cao được hơn 6.000 km và bay xa 1.000 km. Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết chiều dài của tên lửa hoa sông 19 đã tăng lên, đồng nghĩa với sức chứa nhiên liệu của nó lớn hơn, giúp cho nó tăng lực đẩy, nâng cao tầm bay. Loại tên lửa mới của Triều Tiên có tầm bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và khả năng mở rộng lớn hơn của Hoa Sông 19, giúp cho loại tên lửa này mang theo đầu đạn hạt nhân nặng hơn hoặc mang thêm nhiều đầu đạn. Triều Tiên có thể tiếp tục thử nghiệm các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong giai đoạn cuối cùng để thử nghiệm việc mang theo đầu đạn hạt nhân có thể phân tách ra các mục tiêu riêng lẻ hay không. Vâng, nếu báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là thật, thì Triều Tiên đang đi tới cuối cùng của công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân. Việc mang theo được nhiều đầu đạn cũng như phân tách ra được các mục tiêu riêng lẻ sẽ khiến cho việc đánh chặn ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Nhiều chuyên gia nhận định, động thái phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ như một hành động phô trương sức mạnh, gian đe Hàn Quốc, đồng thời cũng là đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới về việc quân đội Triều Tiên đang được triển khai ở Nga một liên minh toàn diện chống phương Tây đang ngày càng được Nga tạo ra một cách chân thực hơn. Moscow ký kết hiệp định quân sự với cả Triều Tiên. Họ cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để ký kết hiệp định quân sự với cả Iran. Và trong tương lai rất có thể họ cũng sẽ ký kết hiệp định quân sự với cả Cuba nếu những người Mỹ vẫn tiếp tục làm trò mèo tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nếu Nga được phép đặt căn cứ quân sự hay hỗ trợ Cuba trong việc phát triển tên lửa đạn đạo thì sẽ là một dấu chấm hết với nước Mỹ. Tại sao tôi lại nói về điều này? Bởi vì đây đã là năm thứ 32 liên tiếp tại Liên Hợp Quốc. Toàn bộ những quốc gia tham dự bỏ phiếu để yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với cả Cuba. 187 quốc gia đã đồng thuận. Duy nhất ba quốc gia không đồng ý với điều này đó là Moldova bỏ phiếu trắng và hai quốc gia phản đối là Hoa Kỳ và Israel. Với việc Mỹ là một thành viên trong hội đồng bảo an thế nên Mỹ phủ quyết cũng đồng nghĩa với việc các lệnh cấm vận và trừng phạt với Cuba sẽ được tiếp tục áp dụng có thể thấy Hoa Kỳ chưa bao giờ ngừng cố gắng lật đổ chính phủ Cuba và năm 2011 họ cũng đã kích động một cuộc cách mạng mẫu đưa tin nó trên toàn thể thế giới nhưng đã thất bại thảm hại những khó khăn kinh tế hiện tại của Cuba bao gồm cả tình trạng thiếu điện phần lớn là do các lệnh cấm vận bất hợp pháp của Hoa Kỳ cái gì mà tự do dân chủ nhân quyền 187 quốc gia yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Cuba nhưng Hoa Kỳ lại một lần nữa đái lên luật pháp rõ ràng là thế giới không được cai trị bởi luật pháp trật tự của thế giới dựa trên quy tắc và cái quy tắc này do đám lưu manh ở hoa kỳ đặt ra vì vậy tôi mới nói hoa kỳ đang dần dần ép cuba vào đường cùng và nếu cuba bị rơi vào đường cùng họ rất có thể sẽ ký kết một hiệp định hợp tác quân sự toàn diện với cả nga thậm chí là triều tiên để phát triển vũ khí hạt nhân bảo vệ mình hay cũng có thể là cho những quốc gia này đặt căn cứ quân sự áp sát nước mỹ Thay vì dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, mang lại hạnh phúc, hòa bình, ấm no cho các công dân của Cuba, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc chỉ chăm chằm nói về câu chuyện Triều Tiên đang gửi 8.000 quân tới Cớt để giúp cho Nga chống Ukraine. Robert Wood, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã nói trong cuộc họp tại Liên Hợp Quốc rằng Tôi có một câu hỏi rất đáng trân trọng dành cho đồng nghiệp người Nga của tôi. Liệu Nga vẫn khẳng định rằng không có quân đội Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên ở Nga không? Ngoài ra... Trung Quốc cũng không thể tự nhận mình là có tiếng nói về hòa bình khi họ giúp nga tiến hành một cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho nga là quyết định. Sự ủng hộ của Trung Quốc đang kéo dài cuộc chiến này. Tôi không rõ toàn bộ thông tin của phương Tây đưa ra về các sự kiện tướng lĩnh Triều Tiên có mặt ở nga có đúng sự thật hay không, bởi vì phía nga cũng chỉ úp mở về vấn đề này. Họ không thừa nhận cũng chẳng phủ định. Tuy nhiên, theo nhận định của tôi, điều này hoàn toàn có thể xảy ra triều tiên đã có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân thứ họ thiếu nhất đó là những cuộc chiến trên chiến trường thực địa bằng kinh nghiệm thực tế vì vậy việc đưa quân sang nga học hỏi thực chiến cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong khi mỹ hàn liên tục tập trận xung quanh bán đảo triều tiên thì việc triều tiên cử quân tới nga để giao lưu kinh nghiệm thực tế tôi thấy chẳng có gì là có lỗi người la hét to nhất vào lúc này chắc chắn rồi đó là công dân zelensky zelensky dường như đã tìm thấy một mỏ xin tiền mới đó là hàn quốc trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với đài KBS của Hàn Quốc, Zelensky đã đe dọa Hàn Quốc và NATO rằng hơn 2 năm trong cuộc chiến này, chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ đạt đến 1.000 ngày xâm lược tàn bạo của Nga đối với Ukraine, đối với người dân và thành phố của chúng tôi. Không có gì ngạc nhiên khi cuộc chiến kéo dài vì Nga đang tạo ra những cách leo thang mới. Một trong những sự leo thang này là sự tham gia của lực lượng Triều Tiên. Nga đã bắt đầu công khai hợp tác với Triều Tiên, thậm chí còn khoe khoang về liên minh này. Họ bắt đầu bằng cách mua hàng triệu quả đạn pháo. Chúng tôi có thông tin rằng 3.000 quân lính Triều Tiên hiện đang ở trong một trại huấn luyện và con số đó dự kiến sẽ sớm tăng lên 12.000 quân putin đang thử thách phương tây nato thậm chí là cả hàn quốc quan sát phản ứng của họ đối với triều tiên tham gia chiến dịch của putin nếu chúng ta phản ứng yếu thì số lượng binh lính nước ngoài trên đất nước của chúng tôi sẽ tăng lên Binh lính Triều Tiên có giá trị đối với cả Moscow và Bình Nhưỡng, đối với Nga giúp họ tránh được huy động trong nước gây tổn thất về mặt chính trị. Đối với Triều Tiên, quân đội của họ sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu vô giá, học pháo bình, chiến tranh máy bay không người lái và chiến thuật chiến đấu hiện đại. Đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên, giống như Putin, mạng sống con người là không có giá trị. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu này rất quan trọng đối với sự chuẩn bị của họ trước Hàn Quốc. Chúng tôi đang chờ đợi nhóm chính thức tới từ Hàn Quốc vì họ đã xác nhận kế hoạch gửi chuyên gia đến Ukraine. Chúng tôi mong muốn chia sẻ dữ liệu và hợp tác chặt chẽ vì cuộc chiến này đặt ra những thách thức không chỉ cho Ukraine mà còn cho cả khu vực châu Á. Liên minh Nga-Triều Tiên được xây dựng trên cơ sở trao đổi công nghệ chiến tranh, máy bay không người lái, đạn dược tầm xa, hệ thống đạn đạo và pháo bình. Triều Tiên sẽ tiếp cận với công nghệ quân sự và kinh nghiệm vô giá khi làm việc với Nga. Vì vậy, quan hệ đối tác của Ukraine với Hàn Quốc hiện giờ rất quan trọng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và nhận sự hỗ trợ từ Hàn Quốc trong lĩnh vực quốc phòng. Triều Tiên đang giúp Nga và việc Ukraine nhận được hỗ trợ phòng thủ là vì lợi ích của chính Hàn Quốc cũng như chúng tôi. Hãy xem xét, Triều Tiên gần Seoul đến mức nào, chỉ có 40 đến 50 km. Nó trong tầm bắn của pháo binh hiện đại, thậm chí chưa cần tới tên lửa. Phòng không không thể chống lại các cuộc tấn công của pháo binh. Các thị trấn của chúng tôi đã bị pháo binh xóa sổ. Tôi hy vọng Hàn Quốc không bao giờ phải đối mặt với điều này, nhưng sự chuẩn bị của các bạn là rất quan trọng. Có lẽ đã đến lúc cần có một liên minh an ninh châu Á Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những quốc gia mạnh mẽ, văn minh Và việc tiếp cận Trung Quốc có thể là điều cần thiết để chống lại sự xâm lược của Triều Tiên Vì Triều Tiên đang tích cực lôi kéo khu vực vào một cuộc chiến tranh Trong khi Trung Quốc đang im lặng một cách đáng kinh ngạc Vâng, từ nội dung chính trong cuộc phỏng vấn này của Zelensky Rõ ràng không gì khác hơn là một lời đe dọa tới Hàn Quốc Giờ chỉ khổ nhất mới ông Hàn Quốc Sau EU, bây giờ tới Seoul sẽ bị bào cho tới khi không còn bào được nữa người dân hàn quốc tương lai sẽ đối mặt với việc tỷ lệ lạm phát tăng cao khi mà seoul sẽ phải thêm tiền bảo kê cho nước mỹ mỗi lần triều tiên bắn tên lửa đạn đạo bây giờ lại phải bơm khí tài cho ukraine chống nga đây dường như là kế hoạch của mỹ ép các quốc gia chư hầu thay họ tiếp tục bán máu cho ukraine zelensky bản chất chỉ là một quân cờ của nước mỹ và quân cờ này có thể thay thế bất cứ lúc nào khi họ muốn Mới đây, cựu ngoại trưởng của Ukraine là Dmitry Kuleba đã công bố một thông tin sốt sinh xích trước truyền thông rằng phương Tây đang muốn Zelensky viết trước di chúc. Kuleba thừa nhận rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã rất nhiều lần khuyên Zelensky chuẩn bị thành lập một chính phủ lưu vòng cũng như tìm kiếm một số giải pháp quân sự để khiến cho quốc gia này tiếp tục có thể chiến tranh du kích. Trước khi Kuleba trở về nước, Kamala Harris đã ẩn ý nói với ông ấy rằng hãy bảo Zelensky cần quay trước một đoạn video di trúc để đề phòng chuyện không may xảy ra. Vâng, tôi thật sự không rõ là Zelensky đã quay một đoạn video di trúc chưa. Nhưng có vẻ như Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cho việc Zelensky đăng xuất. Bây giờ chúng ta chuyển qua một khu vực khác, một khu vực mà tôi thường khá ít nói đến, đó chính là Hoa Kỳ. Nơi đang vô cùng bận rộn với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tranh giành cử tri có thể nói rằng cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay chẳng khác nào hàng tôm hàng cá khi mà các chính trị gia hàng đầu ngay cả tổng thống cũng chống lạnh chửi người dân của mình như hát hay tâm điểm của câu chuyện chính là thầy ông ngoại kiềm pháp sử kiêm tổng thống hoa kỳ đương nhiệm joe biden trong một cuộc ghi hình để vận động tranh cử giúp quý bà camera Harris có thể thắng trump joe biden đã hớ miệng và gọi toàn bộ các công dân mỹ những người ủng hộ trump là rác rưởi hết theo đó, Biden nói rằng, thứ rắc rưởi duy nhất mà tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ Trump và cả ông ấy. Bối cảnh mà Biden nói Trump trong câu chuyện này khi ông ấy vận động tranh cử tại Puerto Rico, nơi mà từ thời Biden lên, nó được mệnh danh là hòn đảo chứa đầy rác. Thay vì cố gắng sửa sang cho hòn đảo này tươi đẹp lên, thì Biden không hề thấy rắc rưởi ở đây, mà ông ấy chỉ nói rằng thứ rắc rưởi duy nhất mà ông ấy nhìn thấy là những người bầu cho Trump và cả chính Trump. Vâng, với câu nói này đã đẩy đảng Dân Chủ, đảng mà Camera Harris đang cố gắng trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, trở về với địa ngục. Họ chẳng khác nào đang chửi những công dân Mỹ, những người bầu lên trầm là rác rưởi hết. Tận nhiên, nỗi buồn của người này sẽ trở thành nụ cười của người khác. Đảng Cộng Hòa đang rất hoan hỉ với câu nói hớ hênh của Biden. Trầm trong đợt vận động tranh cử của mình đã tỏ ra đầy vị tha trước hành động của Biden mà nói rằng những người ủng hộ cho tôi không phải là rác rưởi mà thực sự là vàng. Xin Chúa hãy tha thứ cho ông ấy Ý ám chỉ Biden Vì Joe không biết mình đang nói cái gì nữa Thật kinh khủng khi nói một điều như vậy Ông ấy thực sự chẳng biết mình đang nói gì đâu Chưa dừng lại ở đó Sau khi xót thương cho Joe Biden Trump còn thuê hẳn một xe rác Mà ông ấy đích thân lái để chạy vòng quanh Vận động cho chính dịch tranh cử của mình Ý của Trump vô cùng đơn giản Nếu đảng dân chủ đảng của Biden coi các công dân Mỹ là rác rưởi, Thì Trump sẽ điều khiển chính những chiếc xe rác rưởi này Để đưa nó tới chỗ tốt đẹp hơn Vì vậy mọi người hãy vote cho Trump Hành động này của Trump đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ người dân Mỹ, những người mà đang vô cùng tất giận bởi vì họ bị coi là rác rưởi nhưng lại là những người đóng thuế nhiều nhất cho chính phủ Hoa Kỳ. Họ cũng đã thực hiện một chiến dịch nhân luôn ngày Halloween để hóa trang mình thành những bại rác với lời tuyên chiến với đảng Dân Chủ, đảng của Joe Biden. Ngụ ý chính là nếu các người coi chúng tôi là rác rưởi thì chúng tôi sẽ trở thành thứ rác rưởi của Trump. Hiện tại, đảng Dân Chủ đang cố gắng xóa bỏ đi sự cố này. Karin Zin, phát ngôn viên của Nhà Trắng đã chữa thẹn trước truyền thông sau sự cố của Biden như sau. Joe Biden không gọi những người ủng hộ Trump là rác rưởi. Đây là một lời nói dối tra lớn của những người thuộc Đảng Cộng Hòa. Điều hài hước ở đây là gì? Sau khi tuyên bố rằng Joe Biden không nói mọi người dân Mỹ là rác rưởi, thì Nhà Trắng đã tự ý chỉnh sửa văn bản dịch trong câu nói của Joe Biden vừa qua. Tờ AP đã xác nhận rằng Nhà Trắng đã sửa đổi bất hợp pháp bản ghi chép cuộc nói chuyện giữa Joe Biden khi ông ấy nói những người ủng hộ Trump là rác rưởi đây là hành vi vi phạm trực tiếp đạo luật hồ sơ tổng thống và các quan chức báo chí nhà trắng phải bị khởi tố xin đừng để họ thoát khỏi việc này vậy nhà trắng đã sửa cái gì mà lại khiến cho dư luận hoang mang đến như vậy vâng họ chỉ sửa một chữ đó là supporter cũng không hẳn là họ sửa thay vì giữ nguyên chữ supporter thêm s dịch ra là những người ủng hộ thì họ thêm một dấu phẩy trước chữ s như vậy nó chỉ còn là người ủng hộ Hàm ý của Nhà Trắng đang muốn biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Ý là Biden không chửi tất cả những người dân Mỹ là rắc rưởi mà ông ấy chỉ nói một số người là số ít. Tuy nhiên, những trò hề của Đảng Dân Chủ không chỉ có như vậy. Người dân Mỹ tố cáo rằng một số máy bầu cử bằng hệ thống điện tử ở một số khu vực đã có dấu hiệu bị lỗi trong hoặc kẹp. Đơn cử như ở Kentucky, một người dân Mỹ đã quay một video cho thấy họ không thể bầu được cho chằm khi mà anh ấy liên tục ấn vào chằm nhưng máy không nhận diện. Vài giây sau, hệ thống tự nhảy chọn Camela Harris, sau đó in phiếu luôn. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở khu vực Akansa khi một người bỏ phiếu cố gắng ấn vào Donald Trump để bầu cho người nhưng không được. Một lúc sau đó, máy lại tiếp tục tự chọn Camela Harris để in phiếu. Câu hỏi được đặt ra ở đây là gì? Tự do, dân chủ và nhân quyền theo kiểu mẹo nó chính là đây. Hệ thống máy bỏ phiếu lỗi một cách tự nhiên có hệ thống. Khi những người dân Mỹ báo cáo về sự cố hệ thống máy bầu cử cho những cơ quan chức năng thì nhận được một câu trả lời khá chung chung rằng chúng tôi đã nhận được báo cáo và đã kiểm tra nó tuy nhiên chúng tôi không thể tái tạo lại sự cố giống như báo cáo những chiếc máy này đã được đưa ra khỏi hệ thống bầu cử chúng tôi sẽ kiểm tra máy lại một lần nữa và đang chở những hướng dẫn tiếp theo tóm lại là cơ quan chức năng đã tới kiểm tra và không thấy những dấu hiệu như những người dân mỹ quay chụp video báo cáo ý họ là máy vẫn bình thường tuy nhiên họ vẫn rút những máy này ra khỏi hệ thống bầu cử để theo dõi tiếp câu hỏi đặt ra ở đây là những người dân mỹ có nói điều hay không theo tôi thì là không bởi vì nếu họ nói điều đã bị đảng dân chủ gô cổ vào tù rồi vậy câu hỏi cuối cùng nên đặt ra là hệ thống bầu cử của mỹ nó có thật sự tự do dân chủ và nhân quyền hay không về tình hình tại ukraine không có quá nhiều điều để nói về nó khi mà chế độ kiev không còn có khả năng phòng thủ trước sự tấn công của quân đội nga việc để mất bokorod chỉ còn là vấn đề thời gian trong khi ở khu vực cợt chúng ta đều biết về câu chuyện triều tiên đã cử những binh sĩ của mình để phòng thủ giúp nga rảnh tay hơn trong việc phát triển những kế hoạch mới tình hình trên chiến trường thực địa của ukraina lúc này có thể gọi là nguy cấp vô cùng nguy cấp phóng viên chiến trường julian roper làm việc cho tờ pin của đức cũng là người Ukraine đã thẳng thắn thừa nhận rằng Rốt không thể giữ người nga sẽ tiến vào khu vực dnipro petrov tôi nghe thấy từ những người thân của tôi trong quân đội ukraina nói rằng các lữ đoàn và binh lính ở đây đang rất kiệt sức họ đã chiến đấu trong nhiều tuần thậm chí nhiều tháng họ không có được nguồn tài nguyên dồi dào như nga ukraina là một quốc gia nhỏ hơn rất nhiều và đây là vấn đề chính nhiều nhà quan sát đồng ý với luận điểm rằng quân đội nga sau khi giải phóng Rốt họ sẽ tiến về dnipro giao tranh ở khu vực dnipro rất có thể được bắt đầu vào năm sau Vâng, với báo cáo này cùng thế tiến công của Nga mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng Nga sẽ rất nhanh chóng giải phóng khu vực Donetsk và việc họ tiến về Dnipro sẽ được diễn ra vào năm sau. Mà nói thật nói năm sau nghe có vẻ xa vời, nhưng hiện tại bây giờ đã là tháng 11, gần hết năm rồi, chỉ một vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới. Nhìn vào bản đồ trên chiến trường trực địa, không gì có thể ngăn cản được Nga giải phóng khu vực Kurakhove cũng như là Bokorov, hai tuyến đường cao tốc huyết mạch nối liền với cả Zaporozhia cũng như Dnipro sau hai khu vực này hoàn toàn không có các công sự phòng ngự vì vậy nga sẽ giải phóng rất nhanh thứ duy nhất ngăn chặn họ tới dnipro tôi nghĩ rằng đó là khu vực palorap nhiều đoạn video do chính người ukraine quay chụp đã cho thấy họ đang bắt đầu cho xây dựng phòng tuyến phòng ngự ở khu vực dnipro cách 10 km việc quân đội ukraine xây dựng các phòng tuyến công sự mới ở dnipro đã cho thấy rằng họ hoàn toàn không tự tin có khả năng cầm chân nga ở bokorod Thế nên có vẻ như họ sẽ rút dần lực lượng của mình vào khu vực công sự mới đang được xây dựng ở Dnipro. Cũng theo BBC, tức truyền thông báo bồn cầu của Vương quốc Anh nhận định, những thất bại của Kiev đang khiến cho phương Tây nghi ngờ về việc tăng thêm viện trợ cho họ. Theo ấn phẩm, cuộc xung đột đang ngày càng diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Nga và khả năng thực hiện hóa giải phóng các mục tiêu lãnh thổ của Ukraine ngày càng trở nên xa vời. Thứ duy nhất bây giờ Kiev mong đợi là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, dù có diễn ra như thế nào, dù ai lên cũng không thay đổi sự viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, với sự thiếu tiến triển trên chiến trường đã khiến cho Hoa Kỳ và phương Tây ngày càng cẩn thận hơn trong các gói viện trợ của mình bởi vì nó không mang lại hiệu quả. Vâng, có thể nói rằng báo bồn cầu đã nhận định một chi tiết không sai, vận mệnh của Ukraine bây giờ sẽ được quyết định bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang sắp diễn ra nếu trump lên làm tổng thống ông ấy đã nhiều lần nói rằng ông ấy sẽ kết thúc cuộc chiến tại ukraine và rất có thể chế độ kiev sẽ trở thành một chính phủ lưu vòng tuy nhiên cuộc bầu cử tổng thống mỹ này đang có rất nhiều trò khôi hài mà tôi sẽ trình bày cho các bạn trong phần sau của video bây giờ hãy tiếp tục với câu chuyện nga ukraine ukraine thì đang thảm thương như vậy vậy còn nga thì sao rõ ràng là họ đang tiến lên ngày hôm nay nga liên tiếp phá thêm những ổ nato và ukraine đang đóng quân ở những khu vực mới Reuters có một bài viết với tiêu đề Nga liên tục nhắm mục tiêu vào Kiev trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kéo dài nhiều giờ. Nhiều cảnh quay trong video cho thấy những chiếc máy bay jeran Hải hay còn được gọi là Shahed được phát triển bởi Iran đang được Nga sử dụng rất thành thạo. Theo thị trưởng Kiev là Kilis Toko cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến cho hai người dân thường bị thương, cũng như làm hư hại một số tòa nhà dân cử. Tuy nhiên, vụ hư hại này là do các hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ những chiếc xà hét khiến mảnh vỡ của nó rơi vào tòa nhà dân cư. Chứ mục tiêu chính của những máy bay không người lái này của Nga đã được bộ quốc phòng của họ lên một báo cáo rất chi tiết. Theo đó, quân đội Nga đã thực hiện một chiến dịch tấn công vào tòa nhà tổng tham mưu của Ukraine. Trung tâm chỉ huy tại Kiev này có trách nhiệm điều khiển những máy bay không người lái, bao gồm cả việc sản xuất cũng như dự trữ UAV. Mục tiêu mà Nga tấn công rõ ràng không phải là dân thường Bởi vì một số video hình ảnh đã cho thấy mái nhà của bộ tổng thăng mưu đã bị đục thủng một lỗ lớn Với một lỗ lớn như thế này thì các UAV tiếp theo có thể tiếp tục lao vào và hủy diệt bộ tổng thăng mưu của Ukraine Những người điều khiển máy bay không người lái không biết có lính NATO hay không Theo tôi những công nghệ hiện đại như thế này không thể không có các chuyên gia NATO ở đó và chỉ đạo tuy nhiên đây là thủ đô kiev của ukraine thế nên rất khó để chúng ta có những video chi tiết về hình ảnh bên trong bởi vì chế độ của zelensky sẽ kiểm duyệt hết zelensky giờ đây đang tiếp tục khóc than trên kênh chính thức của mình về các vụ tấn công vào kiev khi mà ông ấy nói rằng iran đang hỗ trợ rất nhiều máy bay không người lái cho nga vì vậy zelensky mạnh dạn yêu cầu thêm sự trợ giúp từ phương tây để bảo vệ thế giới tự do Ngoài ra, Zelensky không chỉ khóc than cho số phận của Kiev mà ông ấy còn tiếp tục khóc than cho số phận của Kharkov bởi vì nơi này mới thật sự là hứng chịu đòn tập kích nặng nề và chính xác nhất của Nga. Trên Reuters có một bài viết về tiêu đề tên lửa Nga đã giết chết cảnh sát trong cuộc tấn công vào Kharkov. Ấn phẩm này cho biết ít nhất hai tên lửa của Nga đã đánh trúng một địa điểm mà cảnh sát sử dụng khiến cho một sĩ quan cao cấp thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Phía Ukraine nói về ấn phẩm rằng lực lượng Nga đã cải biến tên lửa S-400 từ phòng ngự thành tên lửa tấn công để thực hiện vụ việc trên. Thống đốc vùng Kharkov của Ukraine thừa nhận rằng số sĩ quan bị thương đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Vậy thực tế ở đây có cái gì? Chúng ta không thể nào tin được lời nói của truyền thông phương Tây phải không nào? Cứ mỗi lần Nga tấn công là họ lại chỉ ngay ra rằng Nga đánh vào dân thường. Theo báo cáo của Nga, đúng là họ đã sử dụng tên lửa để phá hủy một tòa nhà nơi trước đây đã từng là văn phòng của cảnh sát. Hay nói chính xác hơn nó mang cái tên Học viện vệ binh quốc gia Ukraine tại Kharkov Tuy nhiên cái học viện này đã dừng đào tạo cảnh sát Thay vào đó nó là nơi chứa chấp của đơn vị tân phát xít mới Kraken Nói một cách chính xác hơn thì học viện này đã trở thành nơi cư ngụ và đào tạo của NATO Cho lính Ukraine và cả lính đánh thuê nước ngoài Nhìn vào quy mô của vụ nổ cũng như cái hố lớn mà nó tạo ra Rõ ràng mục tiêu của Nga là đánh sập học viện này và tất nhiên họ đã thành công với chiến dịch đó bằng rất nhiều video hình ảnh cho chúng ta thấy thực tế Tôi thật không rõ đây có phải là tên lửa S-400 được cải tiến hay không Một số báo cáo từ phía Nga thì lại cho rằng Họ đã sử dụng ít nhất hai tên lửa Iskander để trôn vùi Học viện Vệ binh Quốc gia Kharkov ở Ukraine Tuy nhiên điều đó không quan trọng Bất kể Nga sử dụng tên lửa nào thì mục tiêu mà họ tập kích đã chính xác Không còn thứ gì nguyên vẹn ở đó nữa Hiện tại vụ việc còn rất mới, nó mới diễn ra vào đêm qua và dạng sáng này Thế nên tôi vẫn chưa có những báo cáo chi tiết về việc những ai đã thiệt mạng Bao nhiêu sĩ quan NATO, bao nhiêu lính đánh thuê đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát Tuy nhiên nhìn vào cái hố và mọi sự sụp đổ hoàn toàn như vậy Báo cáo của Kiev về việc chỉ có một người chết, 40 người bị thương Theo tôi là hoàn toàn không phù hợp với logic Hoặc cũng có thể họ chỉ báo cáo số lượng dân thường bị thương hoặc thiệt mạng Chứ không hề báo cáo số lượng lính Ukraine và lính đánh thuê của NATO đã bị chôn vùi nơi đây nói chung là nếu có những tin tức gì mới trong khu vực này tôi sẽ truyền tải cho các bạn trong các bản tin tiếp theo còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay mười nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo